Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh 2C Film. Trong dòng phim Super Sentai, ngoài phe phản diện là các quái vật, quái nhân thì song song đó cũng tồn tại những phe phản diện là các chiến binh tà ác hay các Evil Ranger. Họ thường được thể hiện là các cá nhân hoặc tổ chức hoạt động dưới sự chi phối của một thế lực phản diện lớn hơn hoặc hoạt động độc lập nhằm cản trở cũng như đánh bại các chiến đội. Nào, chúng mình hãy cùng nhau tìm hiểu về các Evil Ranger này nhé! Đầu tiên là Hanano Kunoichi Gumi. Hanano Kunoichi Gumi hay Ngũ Hoa Đoàn Kunoichi xuất hiện trong chiến đội nhẫn giả Kakuranger năm 1994. Lần đầu tiên xuất hiện trong tập 14 của series, nhưng đến tập 20 thì mới được giới thiệu chính thức. Họ là một nhóm gồm 5 nữ ninja, tự xưng là các Hana Ninja hay Hoa Đạo Nhẫn Giả, mang tên của các loài hoa lần lượt với thủ lĩnh là Azame, Hoa Diên Vĩ, Sakura, Hoa Anh Đào, Suiren, Hoa Sen Nước, Yuri, Hoa Huệ và Ran, Hoa Lan. 5 người tập hợp sau tiếng huýt của Thái tử Junio, con trai của tên ma vương Yokai Daimao, được triệu tập với nhiệm vụ hỗ trợ hai tên tội phạm Yokai là huynh đệ Suten, Doji tiêu diệt các Kakuranger. Họ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khi mà cả 4 thành viên Kakuranger đều đã cá lọt lưới và nằm chờ số phận lần nữa xuất hiện trong tập 20. Lúc này nhận nhiệm vụ hạ sát Sasuke Ninja Red. Với thủ đoạn hèn hạ, các nữ ninja chơi trò mèo vờn chuột với Sasuke quanh thành phố, để rồi nhận thất bại khi cả 4 thành viên Kakuranger còn lại đã xuất hiện kịp thời. Cùng sự hậu thuẫn của một trong tam thần tướng là Muteki Shogun, cả nhóm Kakuranger thành công đánh lui nhóm ngũ hoa. Với khả năng làm việc nhóm chặt chẽ và những nhẫn thuật có phạm vi tấn công từ xa, họ thực sự đã khiến các Kakuranger phải khôn đốn khi đối đầu. Các hoa đạo nhẫn giả cũng sở hữu cho riêng mình chiến phục chiến đấu với biểu tượng loài hoa đặc trưng của từng người trên mũ. Thứ hai là Zaiden Sentai Neji Ranger, đến từ chiến đội điện tử Mega Ranger năm 1997. Zaiden Sentai Neji Ranger, một chiến đội gồm 5 cyborg, được tạo ra bởi tiến sĩ Hyler dựa trên các phát triển của dự án bộ Switch tăng cường. Xuất hiện lần đầu vào tập 38 của series, chúng lộ diện ban đầu với ngoại hình hoàn toàn giống các Mega Ranger, chỉ khác dải màu trên ngực chúng là màu tím. Dù chỉ mới xuất hiện, nhưng chúng đã thể hiện bản thân là một mối đe dọa đáng gờm, khi mà chúng hoàn toàn có thể chiến đấu áp đảo về cả sức mạnh với toàn bộ các thành viên của Mega Ranger. Trở về Neji Regia, được biết chúng là chiến đội được tạo ra nhằm xóa sổ các Mega Ranger. Nhưng đây chỉ là bước bình phong cho một kế hoạch khác lớn hơn của lão tiến sĩ Hyler. Theo lời tiến sĩ Kobuta, thì dựa trên lý thuyết, các bộ suit tăng cường được tạo ra bởi tiến sĩ Hyler là những bộ suit mạnh nhất. Song song với đó, các Neji Ranger còn khai thác sức mạnh trực tiếp từ chúa tể Zabius đệ nhất, kẻ đứng đầu đương thời của Neji Regia. Điều này được chứng minh trong cuộc chiến ngay sau đó. Các Mega Ranger hoàn toàn bất lực và không thể phản kháng trước các đòn tấn công của các Neji Ranger và toàn bộ đều bị thương với phần chiến đấu phục bị hư hại nghiêm trọng. Dù vậy, các Neji Ranger lại mang trong mình ý chí mong muốn được tự do, nhưng rồi nhận ra bản thân là quân tốt trong ván cờ của lão tiến sĩ Hyler. Neji Red đã phản đối nhưng bất thành. Có thể thấy các Neji Ranger không phải là một đối thủ dễ chơi đối với các Mega Ranger. Thứ ba là Neo Deka Red và Neo Deka Yellow, xuất hiện trong phần movie kỷ niệm 10 năm của Deka Ranger. Cả hai lần lượt là Asumu Asimov và Mugi Grafuton. Được biết, cả hai đều là những tân binh thuộc đội hình Deka Ranger của hiện tại, với vai trò là Deka Red và Deka Yellow. Asumu thay thế vị trí của Banban Akaya khi anh này đã gia nhập SBD Fire Squad, còn Mugi thay thế cho Jasmine cô khi này đã lập gia đình. Xuất hiện lần đầu trong hình dạng Deka Ranger để tiếp viện cho Sen và Umeko đang cố gắng bảo vệ Kerry, người hành tinh Clement. Kerry sau này chính là nhân chứng quan trọng cho vụ án đã đạp đổ thanh danh của Doggy Kruger. Được lệnh hộ tống Kerry đến văn phòng khởi tố vũ trụ cùng với nhóm Umeko, Sen và Hoji. Khi này, cả hai mới lộ rõ sự biến chất khi mà cả hai đều là tai mắt của tên chỉ huy phân khu ngân hà Kai Rylik, thủ phạm thực sự đằng sau vụ án của Kruger.
thất bại trong kế hoạch tấn công nhân chứng, buộc cả hai lẫn tên chỉ huy phải chiến đấu với các Deka Ranger. Tuy nhiên, không ai trong số đó là đối thủ và đã bị đẩy lùi ngay tức khắc. Lúc này, tên chỉ huy nham hiểm lật bài, hắn quay sang hấp thụ cả hai vào bộ giáp, giúp hắn ta gia tăng sức mạnh. Sinh mạng của cả hai cũng kết thúc tại đây. Thứ tư là Dark Buster, đến từ chiến đội đặc mệnh Go Buster năm 2012. Dark Buster được biến thân bởi Enter sau khi hắn thành công sao chép toàn bộ dữ liệu của Red Buster trong tập 48 của series. Nói về Enter, bản thân của hắn là một trí tuệ máy tính đã được vật chất hóa và gửi tới trái đất từ Hyperspace. Ban đầu, hắn chỉ có nhiệm vụ tìm kiếm cũng như thu thập năng lượng Energon và gửi về chiều không gian Hyperspace cho chủ nhân của hắn là tên Virus Messias thông qua các Metalloid và các Megayod. Do là một chương trình máy tính đang trong quá trình phát triển, hắn có khả năng học hỏi rất cao. Bằng chứng cho thấy, sau khi trải qua vô số lần đối đầu thất bại với nhóm GoBuster, hắn ngày càng tinh vi hơn. Càng về sau, hắn càng trở nên thông minh và nham hiểm hơn khi hắn ủ mưu lật đổ chính Messias. Thận trọng và chắc chắn trong quá trình thực hiện từng bước trong kế hoạch lật đổ chủ nhân, cuối cùng hắn đã đạt được mục đích của mình khi mà cả Messias lẫn Hyperspace đều đã bị phá hủy và tiêu diệt. Quay trở lại với Dark Buster, hình dạng này được Enter sao chép lại dựa trên tạo hình của Red Buster Power Custom, nhưng sậm màu và gai góc hơn nhờ vào tấm thẻ Messias số 13 trong người Hiromu, mà giờ đây Enter vừa có thể hồi sinh vô hạn, vừa sở hữu toàn bộ dữ liệu về anh. Trong chiến đấu, Dark Buster thể hiện các khả năng của Red Buster nhưng ở mức cao hơn, ngay cả kiếm thuật cũng nhỉnh hơn đôi chút. Cùng với đó là sự cộng hưởng sức mạnh của cả Yellow Buster và Blue Buster, thì hắn đã đáng sợ, nay lại càng mạnh hơn. Thứ năm là Death Razor, xuất hiện lần đầu trong movie ngắn mùa hè. Death Razor biến thân bởi nanh mãnh chiến kỵ đi thuộc phe D-Boss sau khi các Q-Razor thành công giúp đỡ nữ ca sĩ nổi tiếng Miko thoát khỏi cuộc tấn công của một đám Zorima vào buổi biểu diễn của cô. King và Miko lập tức đụng độ với Death Razor và cây sáo Flute Butter. Hắn thổi lên một giai điệu và chắc chắn rằng Miko chính là người hậu duệ mà hắn đã tìm kiếm trong suốt 100 triệu năm qua. Hắn lao vào giao chiến với King và các Q-Razor còn lại. Tuy nhiên, nhờ vào sức mạnh áp đảo cùng sự linh hoạt của mình, hắn dễ dàng phá giải cả chiêu tất sát của nhóm và đả thương toàn bộ. Được biết, D là chiến kỵ đầu tiên được tạo ra của quân đoàn D-Boss cùng lúc với thú điện long số 00 là Toba Spino trực tiếp tham gia chiến đấu chống lại Torin và các thú điện long, toan tính tận diệt các loài khủng long còn lại bằng cách điều khiển thú điện long số 00 nhưng thất bại và bị phong ấn bởi tiếng hát cùng bài hát cầu nguyện của một nữ tu bí ẩn. Trở lại lần này, hắn bắt cóc và giam giữ Miko, mục đích chính là thay đổi giai điệu của bài hát cầu nguyện, từ đây hắn sẽ trở nên vô địch. Thành công đánh thức Toba Spino từ giấc ngủ dài, hắn cưỡng chế Gatai với hai thú điện long là Ankydon và Bunbachi, tạo thành hợp thể mạnh mẽ Spino Dio. Tuy nhiên, cùng sự quyết tâm và tinh thần đoàn kết của các Q-Razor, Death Razor cuối cùng vẫn bị đánh bại. Thứ 6 là Future Don Murasame, đến từ chiến đội bạo Thái Lan Don Brother năm 2022, xuất hiện duy nhất vào tập 43 của series. Mọi thứ bắt đầu với sự trở về từ khu rừng thú nhân của Tsubasa Inu Brother. Anh bà Hoàng nhớ ra người mặc đồ thú bí ẩn đã cứu mình ở khu rừng, mà từ lời của Haruka Onisichter, đó chính là Shina Naoki, một mangaka tài năng. Cả hai đi tìm Shina để lấy thêm thông tin. Bắt được Shina thì từ giữa không trung, Future Don Murasame xuất hiện. Hắn tiến hành truy đuổi gắt gao gã mặc đồ thỏ. Để rồi, trong khi giao chiến với Murasame của hiện tại, danh tính gã mặc đồ thỏ chính là Haruka của tương lai, nhưng là ở một thế giới song song khác. Cả bọn Zero sau đó cũng hoang mang vì sự xuất hiện của Shinichi, Saru Brother tương lai. Từ đây, ta được biết Future Don Murasame là tên sát thủ truy sát Haruka tương lai. Cả hội Taro và các não nhân cùng nhau lao vào chiến đấu với cả hai Murasame trong hỗn loạn. Mãi đến khi cánh cổng thời gian mở ra một lần nữa, Haru và Shin của tương lai quyết định sử dụng hình dạng Golden Onisichter và Saru Robotaro để dứt điểm Future Murasame. Là một nhân vật bí ẩn, nhưng Future Murasame đã thể hiện bản thân có sức mạnh khá lớn khi một thân hắn có thể một lúc cân kèo với hắn của quá khứ, các não nhân hay thậm chí cả các Don Brother. Mang tạo hình tương tự với Murasame, Future Murasame tạo sự khác biệt với các họa tiết vàng chạy dọc giáp và phần kính mắt.
hắn còn sở hữu cho mình một chiếc xe mô tô không tên. Thứ 7 là bộ ba Sonoshi, Sonogo và Sonoroku xuất hiện lần lượt trong tập 37 và 45. Sonoshi là người xuất hiện trước. Ban đầu, hắn là giáo quan của nhóm Sonoi, được Viện Nguyên Lão cử xuống để thực hiện khảo sát và giám sát quá trình làm việc của nhóm Sonoi. Tuy nhiên lúc này, nhóm Sonoi dần đang phát triển mối quan hệ với phe Don Brother, được Sonoshi yêu cầu phải thực hiện một cuộc đấu để quyết định tất cả. Cả nhóm Sonoi và Don Brother lúc này cùng với nhau lập kế hoạch tống khứ hắn đi. Cả bọn quyết định thực hiện bằng cách cho hắn biến thành Hitasuki. Dù thành công nhưng Sonoi đã nương tay, vì vậy hắn đã ghi thù với cả hai nhóm. Về sau, hắn có thêm hai đồng minh mới là Sonogo và Sonoroku. Hắn thực hiện sa thải đối với nhóm Sonoi, khiến họ trở về cơ bản, không còn là não nhân nữa. Bọn chúng tiếp tục quản lý vị trí mới và bắt đầu gây khó dễ cho cả Sonoi và các Don Brother. Về sức mạnh, một mình Sonoshi có thể đánh ngang sức với cả bốn Don Brother mà không gặp trở ngại, dù hắn chỉ sử dụng mỗi một con dao nhỏ. Cả Sonogo và Sonoroku cũng đều có thể gây khó dễ cho các Don Brother khác ngoại trừ Momoitaro. Tuy vậy, cả bọn cũng đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao, nên vào tập 50, cả bọn đã bị các não nhân tối thượng hành quyết và tiêu diệt sạch. Trên đây là tổng hợp các chiến binh tà ác đã và đang tồn tại trong Super Sentai. Có thể nói rằng, các chiến binh tà ác này đã góp phần tạo nên sự hồi hộp và kịch tính cho tổng thể các bộ phim của họ. Bạn cảm thấy sao về những chiến binh này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận cho mọi người cùng biết nhé! Và đừng quên like, share và đăng ký kênh, cũng như tham gia vào group Super Sentai and Kamen Rider Update của chúng mình để cùng giao lưu, hỏi đáp và cập nhật các thông tin mới nhất về Tokusatsu các bạn nhé!